Bạn đã bao giờ nhìn vào gương và ao ước có được quyền lựa chọn lại một điều gì đó chưa? Chắc hẳn là rồi đúng không? Vì làm gì có ai may mắn được thông thái đến mức sống mà không mắc một sai lầm nào dù có nhỏ đến đâu? Cuộc sống này là một chuỗi của những sự lựa chọn. Từ những lựa chọn nhỏ nhất như bạn nên ăn gì cho bữa sáng để đủ năng lượng làm việc đến bữa trưa, cho đến những quyết định lớn lao rằng là học đại học ở đâu, phát triển sự nghiệp ở công ty lớn hay là startup nhỏ, hay cuối cùng là kết hôn với ai và có bao nhiêu con. Những lựa chọn ảnh hưởng lẫn nhau giống như những tấm thẻ domino. Một lựa chọn ở thời điểm hiện tại sẽ tác động và ảnh hưởng đến những lựa chọn sau này bạn đưa ra. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự về hành trình đi lên trong cuộc sống thông qua những lựa chọn của tác giả Cao Phương Hạnh qua bài viết Cuộc đời bạn ra sao, do bạn quyết định như thế nào. Bài viết không phải là một cẩm nang hướng dẫn bạn làm thế nào để luôn có được sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống, mà là một câu chuyện về tầm quan trọng của sự lựa chọn và sự quyết tâm với quyết định của bản thân. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Mười tám tuổi quyết định đi Nhật, 25 tuổi tôi có gì? Một chứng chỉ tiếng Nhật lại tốt, kinh nghiệm sống quý giá ở Nhật và những trải nghiệm thú vị, một tài khoản tiết kiệm nho nhỏ, một số nguyên tố nhỏ hơn 9 và đằng sau là 8 số 0, một công việc ổn định với mức lương khởi điểm từ 10 cho đến 20 triệu, độc lập, tự chủ về cuộc sống và có thể phụ giúp tài chính cho gia đình, đủ khả năng để mua những thứ tốt nhất cho chính bản thân mình. Tôi không viết bài này để khoe tài hay khoe của, tôi chỉ hy vọng là tôi có thể giúp được những ai đang loay hoay như tôi năm 18 tuổi. Vậy, tôi đã đánh đổi những gì để có được những điều đó? Thứ nhất, tôi không học đại học. Con đường mà bạn bè tôi đã chọn, còn tôi thì không. Là một đứa tiếp thu nhanh, học tại trường cấp 3 loại top của tỉnh Thái Bình, cũng ước mơ như ba bạn bè, sau tốt nghiệp sẽ học trường nọ, trường kia. Nhưng có một bước ngoặt khiến tôi thay đổi mọi quyết định của mình. Bố ốm năm tôi lên lớp 12 và mất vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp. Tự thấy việc học đại học của mình sẽ là gánh nặng cho mẹ và tương lai sau khi ra trường cũng chảy ra chóc vẩy, tôi quyết định dừng việc học lại và đi làm. Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì đúng như lời thầy huấn. Ấy vậy mà đi làm vẫn chẳng thấy ăn thua. Sau 2 tháng làm may trong nhà máy tại khu công nghiệp Thái Bình, với mức lương lúc đấy được đúng 2,8 triệu mà ngồi chai mông một ngày, cũng sức lao động ấy tại sao không tìm cho mình đồng công cao hơn? Tôi đã tự chất vấn chính mình, nhưng làm gì để đồng lương cao hơn với một đứa trong tay chẳng có gì ngoài sức lao động? Tôi tự tưởng tượng, nếu tôi tiếp tục, vậy bao lâu tôi có đủ khả năng mua cho mình chiếc xe mơ ước? Nếu tôi chỉ là công nhân may bình thường ở nhà máy, liệu tôi có đủ khả năng lấy được người đàn ông thông minh làm kinh tế giỏi khi mà mây tầng nào thì lại gặp mây tầng ấy? Tràn dọc suy nghĩ và tính toán, tôi thấy không thể kéo dài và tiếp tục công việc này. Tôi đã xin mẹ đi du học Nhật. Nhưng tôi đã bị phản đối kịch liệt bởi những lý do vô cùng thuyết phục như là còn ít tuổi, sợ sang Nhật không học được, gia đình không đủ khả năng tài chính chu cấp, sợ sang nước xa lạ vất vả, sợ tôi cả thèm chóng chán, vân vân và mây mây, rồi vô vàn nỗi sợ khác mà mẹ tôi tưởng tượng và vẽ ra. Tôi cũng thầm cảm ơn chính mình ngày đó vì đã dám quả quyết, dám bỏ qua nỗi sợ của những người hơn mình cả bao nhiêu thế hệ, dám nói, dám làm, dám cá cược với chính bản thân mình ở độ tuổi 18, vặt mũi chưa sạch ấy. Mẹ đã huy động anh em họ hàng tới khuyên ngăn tôi, một phần do bố tôi mới mất nên mẹ tôi càng trở nên lo sợ hơn trước quyết định táo bạo của tôi. Vậy mà tôi đã thắng trong cuộc chiến tâm lý đó. Bằng những lời lẽ đầy quyết tâm và quả quyết của mình, mẹ tôi đã đồng ý với điều kiện sang Nhật theo diện lao động chứ không phải là du học. Tôi đã làm gì để có được những thứ tôi muốn? Trước khi hành động để có được thứ mình muốn thì trước hết phải tìm ra mình muốn thứ gì. Giống như việc bạn đi đường vậy, nếu bạn đi mà không có đích đến thì bạn cũng sẽ chỉ đi linh tinh và lòng vòng. Tại trung tâm giới thiệu nhân lực, người ta vẫn hay gọi nôm na là xuất khẩu lao động đấy. Tôi bắt gặp một điều tôi muốn đầu tiên. Giáo viên dạy tôi là một trong những người cũng đã từng sang Nhật và làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3 và hiện tại đang dạy học cho chúng tôi với mức lương từ 8 đến 10 triệu. Vậy là tôi đã tìm thấy điều tôi muốn. Tôi muốn được như cô ấy. Vậy làm gì để được như cô ấy? À, phải học tiếng Nhật thật tốt. Và tôi như tìm thấy kim chỉ nam của mình. Tôi lao vào học như lao vào một luồng ánh sáng của tương lai. Và chính điều đó khiến việc học của tôi trở nên vượt trội hơn những bạn khác. Bởi tôi có mục tiêu, tôi tập trung vào cách để đạt được nó. Nhưng bạn biết không, khi bạn nỗ lực và có mục tiêu,
bạn sẽ nhận được kết quả ngoài những gì bạn mong đợi và nó sẽ mở đường dẫn lối cho bạn tới những mục tiêu cao hơn. Sau 6 tháng học tiếng Nhật với những nỗ lực của mình, tôi đã đạt tới trình độ có thể truyền đạt kiến thức nền cơ bản tiếng Nhật cho các bạn mới học tiếng. Tôi có cơ hội được làm giáo viên tại trung tâm trước khi sang Nhật. Và khi đó, tôi chợt nhận ra mình đã có cái mình muốn. Tôi lại nhìn xa hơn những anh chị làm phiên dịch, mức lương cao hơn hẳn giáo viên, công việc cũng năng động, thú vị và gặp được những người ở tầng lớp cao hơn. Và tôi muốn được như bọn họ. Vậy thì làm sao để được như họ? Phải có năng lực tiếng Nhật thật tốt, có kỹ năng nền tảng và kinh nghiệm làm việc với người Nhật. Và tôi lại lao vào điều làm mà tôi muốn đó. Tôi đã thực hiện như thế nào để có được điều mà tôi muốn thứ hai? Khi này tôi đã sang Nhật. Ngày đi làm, tối về nghỉ, lương thì nhận đều mỗi tháng. Ăn gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, gửi bao nhiêu về nhà thì tùy. Khi mà các bạn đi cùng có thể xem phim, gọi điện về gia đình hay chơi game mình yêu thích, thì tôi lại dành thời gian đó để học tiếng Nhật, hướng tới mục tiêu to lớn của chính bản thân mình. Tôi dặn mẹ, một tuần con sẽ chỉ gọi điện về một lần vào cuối tuần để tập trung cho mục tiêu cá nhân, và mẹ tôi rất hiểu và ủng hộ tôi điều đó. Quả thực, khi bạn cố gắng, bạn hy sinh một cái gì đó, bạn sẽ nhận lại trái ngọt tương xứng. Tôi đã có thể làm mẹ yên tâm và tự hào về những điều tôi làm. Tôi đã có thể phụ giúp mẹ phần nhỏ nào đó về tài chính ở quê nhà. Và ngoài ra, tôi vẫn có thể tự thưởng cho bản thân bằng những món đồ giá trị. Với tôi, báo hiếu không phải là mua cho mẹ thứ nọ thứ kia hay có nhiều tiền mới có thể báo hiếu. Đơn giản là sống có trách nhiệm với bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng về mình, khiến bố mẹ tự hào với những điều mình đang làm là một dạng báo hiếu tuyệt vời nhất đối với bậc làm cha, làm mẹ. Và bây giờ, tôi cũng đã đạt được điều mong muốn thứ hai của chính mình ở độ tuổi 25. Tôi có tài khoản tiết kiệm, có việc làm mà mình ao ước, tự chủ tài chính, có nhiều đồ dùng giá trị khác và hơn nữa, đó là những gì tôi đạt được là nhờ lựa chọn đi Nhật ở độ tuổi 18 non xanh. Với thời điểm hiện tại, khi có được những bước đệm tuyệt vời ấy, tôi lại muốn vươn tới những thứ xa hơn và tôi sẽ kể lại cho bạn hành trình đạt được ước muốn thứ ba khi tôi chạm đến độ tuổi 30 của mình. Và tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, dù bạn làm gì, chọn gì, sống thế nào, hãy tìm cho mình điều mà mình mong muốn, hay còn gọi là mục tiêu. Khi bạn có mục tiêu lớn, bạn sẽ tìm ra mục tiêu nhỏ và tập trung hành động. Miễn là bạn tìm ra điều mình muốn và giữ được quyết tâm thực hiện nó, bạn sẽ thành công. Mấu chốt sẽ chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Cuộc sống của chúng ta thành ra như thế nào phần lớn nằm ở quyết định và hành động của chính chúng ta. Để có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì trước tiên, chúng ta cần đứng dậy và làm những điều tốt nhất cho bản thân, thay vì chờ đợi một ông tiên bà bụt xuất hiện giúp đỡ. Theo mình thì là một công ty kiểu mẫu ấy, thì phải là một công ty mà tạo được ra giá trị ở xã hội. Thực ra cái lý do tại sao mình khởi nghiệp cũng là vì mình nghĩ rằng là mình muốn tạo ra một cái giá trị gì đấy mà nó có thể lưu truyền mãi được, thay vì là mình chỉ chạy theo những thứ nó không có ý nghĩa lâu dài. Mà nói chung ấy, để tóm gọn lại thì công ty kiểu mẫu là một công ty như Smile Room. Anh ơi, yeah. Anh cô đã đòi tiền rồi. Ông bảo anh nợ từ Tết chưa trả. Mày bảo anh nợ động lực để phát triển xã hội, tao tạo giá trị xã hội, cứ bảo như vậy.